Chào mừng quý vị, Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để cùng nhau đón xem bản tin giải trí trên kênh Knews 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức nóng nhất và chính xác nhất diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kể từ khi ra mắt tới nay, TWICE luôn là cái tên trụ vững trong hàng ngũ những nhóm nhạc đình đám nhất K-pop. Theo trang Celeb Network, giá trị tài sản ròng của nhóm nhạc TWICE được thống kê là 35 triệu đô, tương đương với 806 tỷ đồng. Với con số cực kỳ khủng này đã chứng minh độ giàu có của từng thành viên, đặc biệt dân tình đổ dồn sự chú ý vào Suyu và Sana, hai thành viên có giá trị tài sản ròng cao nhất nhóm. Trước đó, mọi người đều tin rằng Suyu là thành viên giàu có nhất TWICE khi sở hữu khối tài sản ròng gần 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong một số nghiên cứu, Celeb Network cho rằng Sana mới chính là người giàu nhất nhóm khi cô nàng có giá trị tài sản lên đến 69 tỷ đồng. Sana là cái tên được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất của TWICE với giá trị nhận diện thương hiệu cá nhân cao. Dù JYP luôn ưu tiên hoạt động nhóm hơn cả, nhưng Sana vẫn có nguồn thu cá nhân dồi dào. Vì thế, không quá khó hiểu khi cô nàng được cho là thành viên giàu có nhất TWICE với tài sản ròng 69 tỷ đồng. Được biết, nữ idol từng gây chú ý khi tham gia chương trình Melody Project. Ngoài ra, cô nàng cũng thủ vai nữ chính trong nhiều MV. Năm 2017, cô nàng xuất hiện trong video âm nhạc của Junho 2PM. Đầu năm 2021, nữ idol cũng góp mặt trong ca khúc của Kubu Kuro. Kể từ đó, Sana là thành viên thứ hai sau Suyu phát hành ảnh solo với tiêu đề Yes, I'm Sana. Cuốn sách hiện tại được bán lẻ với giá hơn 1 triệu đồng trên mỗi quyển. Song cô nàng này còn gây ấn tượng khi là nữ ca sĩ đăng ký theo Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc. Sana kiếm tiền nhờ bản quyền qua các ca khúc như Turn It Up, Do What We Like và Conversation. Ngoài ra, cô nàng còn lọt vào mắt xanh của Prada, một thương hiệu thời trang cao cấp ở Ý. Nữ idol nhận được túi sách và kính râm dù không hợp tác với họ với tư cách là đại sứ. Nhờ thế mà Sana lại có thêm một nguồn thu nhập lớn từ việc quảng cáo và được tài trợ bởi nhãn hàng Prada. Suyu. Nếu không ra mắt làm idol, Suyu vẫn là cô tiểu thư con nhà Trâm Anh Thế Việt. Gương mặt visual của TWICE sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có tại Đài Loan. Theo thông tin, bố mẹ cô nàng điều hành một doanh nghiệp chợ đêm nổi tiếng và đầu tư 1,77 triệu đô, tương đương với hơn 40 tỷ đồng vào chuỗi phòng thẩm mỹ lớn nhất cả nước. Ngoài ra, với đầu óc kinh doanh nhạy bén, tranh thủ sự nổi tiếng của con gái, mẹ của Suyu đã mở hai cửa hàng kinh doanh cà phê, thu hút được một lượng khách lớn. Là người hâm mộ, nền tảng gia đình vững chắc đã góp giúp giá trị tài sản ròng của nữ idol không ngừng tăng lên. Hiện tại cô nàng đã sở hữu tài sản ròng trị giá gần 46 tỷ đồng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và sức ảnh hưởng lớn với công chúng, Suyu nhanh chóng được các nhãn hàng, tạp chí nổi tiếng chú ý tới. Không những thế mà Suyu là thành viên đầu tiên nhận được doanh thu từ photobook cá nhân mang tên Yes, I'm Suyu. Với sự thành công vượt bậc của TWICE hiện tại, các thành viên đều sở hữu khối tài sản mang giá trị lớn. Nhờ việc tích cực chăm chút cho các hoạt động cá nhân, Sana và Suyu đã có thêm nguồn thu riêng, thành hai thành viên giàu có nhất nhóm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ Knews 24 giờ nhé.